Bất ngờ với hình ảnh mới già dặn của Chibu, vẫn xinh nhưng trông đứng tuổi hơn hẳn. Nữ ca sĩ xuất hiện nổi bật tại buổi ra mắt một sản phẩm công nghệ mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Chibu chuẩn bị trang phục, trang điểm kỹ lưỡng khi được mời dự sự kiện chiều 25 tháng 7. Nữ ca sĩ trông xinh đẹp kiêu sa khi diện váy oanh trắng của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô khéo phối phụ kiện bông tai, nhẫn tông sụt tông. Chibu khá đắt show quảng cáo. Cô hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Từng bị chê bai ném đá khi lấn sân sang ca hát, nhưng hiện tại Chibu có lượng fan đông đảo. Cô hoạt động chăm chỉ liên tục ra nhiều sản phẩm chất lượng, được đông đảo khán giả yêu thích. Người đẹp sinh năm 1993 bị đồn đang yêu diễn viên Hàn Quốc Jin Soo Hyun, nhưng cô không bình luận về thông tin này. Chibu tiết lộ cô thích chụp ảnh selfie giống nhiều bạn trẻ hiện nay. Giọng ca đóa hoa hồng hội ngộ đồng nghiệp Ngô Kiến Huy và bạn bè, khán giả tại sự kiện. Con gái rượu của MC Quyền Linh, càng lớn càng xinh, được dự đoán là hoa hậu tương lai. Cô bạn mới 13 tuổi nhưng đã sở hữu thần thái hơn người, vóc dáng cân đối và đôi chân dài miên man. Nhiều người dự đoán chỉ vài năm nữa thôi, lọ lem nhà MC Quyền Linh sẽ trở thành một cái tên hot trong giới trẻ nhờ vẻ đẹp này. Đời sống riêng tư và gia đình của các nghệ sĩ Việt là đề tài lớn thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong chủ đề này, sự trưởng thành và thay đổi của các con nghệ sĩ theo thời gian đặc biệt cuốn hút đám đông bởi nó cho thấy sức mạnh đáng gờm của thời gian nhưng cũng ẩn chứa trong đó vô vàn điều thú vị. Trong số các cặp vợ chồng nghệ sĩ có tổ ấm hạnh phúc thì gia đình MC Quyền Linh chính là mẫu hình lý tưởng để mọi người noi theo, học tập. Quyền Linh và Dạ Thảo có hai cô công chúa là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cặp chị em ngày càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là cô chị cả Lọ Lem, tên thật là Thảo Linh, sinh năm 2005, đang gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ nhờ sở hữu dung mạo xinh đẹp. Gia đình MC Quyền Linh ngày ấy và bây giờ, mới 13 tuổi song Thảo Linh có vóc dáng, cao lớn vượt trội, gương mặt điềm tĩnh, khí chất trưởng thành. Thảo Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Cô bé có đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Xem ảnh của con gái lớn MC Quyền Linh, nhiều người dự đoán khi trưởng thành chắc chắn trong tương lai, cô bé sẽ là một ứng viên sáng giá ở các cuộc thi nhan sắc. Khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện, Thảo Linh thể hiện mình là người có khiếu ăn nói lưu loát, hiểu biết và đặc biệt là rất da dáng chị gái lớn trong gia đình. Những bức ảnh chụp chung với cả nhà, Thảo Linh luôn chiếm sóng nhờ ngoại hình nổi bật. Thảo Linh mới 13 tuổi nhưng sở hữu gương mặt nét nào ra nét đó, vóc dáng cao lớn. Thảo Linh và em gái rất da dáng chị cả trong nhà. Nhiều người dự đoán cô bé có tố chất làm hoa hậu, góc nghiêng xinh đẹp của con gái MC Quyền Linh. Cô bé được dân mạng khen ngợi nức nở vì quá xinh đẹp. Ngời ngời khí chất, cô bạn rất thân thiết với ba của mình. Ngày xưa chị Hương Lan chửi Việt Hương khó chịu thì bây giờ Huỳnh Anh cũng vậy. Việt Hương livestream chửi Huỳnh Anh đi trễ để ekip 100 con người đợi 2 tiếng đồng hồ là câu chuyện gây nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả cũng như nghệ sĩ trong những ngày vừa qua. Rõ ràng Việt Hương lên tiếng không có gì sai vì chị nói đúng sự thật. Tuy nhiên khá nhiều người tỏ ra không hài lòng về cách cư xử này của danh hài. Nếu là tôi không chửi. Chia sẻ với phóng viên, một nghệ sĩ giấu tên nói, nếu là tôi không chửi. Ở nghề này, nếu chửi thì tôi chửi nhiều người lắm. Tôi từng quay chung chương trình với một nghệ sĩ là đàn em. Đoàn hẹn quay từ sáng mà cậu ta bắt đoàn đợi tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều chưa tới, nhưng tôi vẫn vui vẻ đi uống cà phê. Một người đi trễ cả đoàn đã rối, gọi điện thoại cậu ta không nghe rồi. Nếu tôi cũng la làng, chửi bới nữa thì càng rối thêm. Thấy tôi bình thản ngồi uống cà phê, mọi người hỏi biết chuyện không, tôi biết. Dĩ nhiên, nếu ở nhà thì tôi đã được ngủ một giấc ngon lành. Đằng này mình ra đoàn phim ngồi vật vờ, chờ từ 6 giờ sáng nên mệt chứ. Tôi hiểu có nhiều người tối ăn chơi nhậu nhẹt dữ quá, nên quên lịch quay thật, nhưng làm gì cũng phải có tâm. Tôi không bên Huỳnh Anh, không bên chương trình, cũng không bên Việt Hương. Nhưng cũng phải hiểu rằng, nhiều người mời quay game show mà nói như giỡn, trợ diễn cho game show mấy ai có hợp đồng. Nhưng nghe việc báo giá tiền bao nhiêu cũng không có. Gọi một cú điện thoại rồi thôi, cũng không nhắn tin, nhắn lịch gì hết. Nghệ sĩ thấy vậy thì ngại, tới ngày quay mới gọi. Lên tới nơi thì đã muộn rồi. Bình thường, những cuộc điện thoại mời chương trình, tôi thường nói gửi ngay một tin nhắn để tôi ghi chú lại vào lịch làm việc vì sợ quên. Nên tế nhị, đừng để mất lòng nhau. Có rất nhiều nghệ sĩ cho rằng nghệ sĩ ăn dài hay ăn ngắn là ở đức. Hết thời có được anh em đồng nghiệp thương hay không là do lúc nổi tiếng đối xử với người khác như thế nào. Nhiều người hay than thở, nghề này bạc bẽo, đương thời thì ai cũng săn đón, hết thời ai cũng quay lưng.
thậm chí có người còn đạp mình xuống. Nhưng chung quy tất cả đều là do cách ăn ở. Khi nổi tiếng mình làm mưa làm gió xéo xác người này, coi thường người kia, muốn chửi ai thì chửi, tới lúc hết thời sẽ nhận ngay quả báo. Bởi lẽ những gì mình cư xử tệ với người ta đều nhớ hết, cái gì cũng có cái giá của nó là thế. Quay lại chuyện Việt Hương chửi Huỳnh Anh, có thể Việt Hương không sai, những gì Việt Hương nói là đúng sự thật. Nhưng câu hỏi đặt ra là, có nên công khai chửi Huỳnh Anh trên mạng xã hội như vậy không? Nghệ sĩ giấu tên bày tỏ quan điểm, ngày xưa chị Hương Lan chửi Việt Hương khó chịu, thì bây giờ Huỳnh Anh cũng vậy thôi, dù hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng khi một người xúc phạm một người thì khó chịu lắm. Từ xưa đến nay tôi giận ai cỡ nào cũng không bao giờ chửi trước mặt mọi người. Tôi thường mời họ đi uống cà phê rồi nói chuyện riêng. Chưa hài lòng cái gì tôi góp ý thẳng lúc đó. Chỉ có mình với họ, đó là cách giữ thể diện cho người ta. Mình chửi họ trước mặt đông người, cho dù họ sai 100% thì chắc chắn họ cũng không phục. Họ cũng khó chịu, dẫu mình đúng 100% thì mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy mình có phần sai quấy trong đó. Huống chi là Việt Hương, chửi cho cả xã hội nghe. Thời bây giờ, mạng xã hội đã trở thành một kênh khai thác của báo chí. Vô tình câu chuyện từ nhỏ mà xé ra to, rồi thành chuyện cho cả xã hội quan tâm, tranh cãi. Đó là do cách hành xử của mình, thiếu tế nhị là mất lòng ngay. Linh Chi được mời vào một vai cực nổi trong Gạo Nếp Gạo Tẻ nhưng từ chối, độc mèo tiếc đứt ruột. Người tình Lâm Vân Hải chắc đang rất buồn vì đã tự mình đánh mất cơ hội nổi tiếng với vai diễn em út Ngọc Minh của Gạo Nếp Gạo Tẻ. Gạo Nếp Gạo Tẻ hiện tại đang là bộ phim truyền hình hot nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Tuy chỉ là phiên bản remake của bộ phim Hàn Quốc One Family, nhưng tác phẩm vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Bên cạnh các tuyến vai chính được chú ý nhiều như cô nàng Hân Hoa Hậu Kiệt, thì vai diễn cô em út Ngọc Minh do nữ diễn viên trẻ Phương Hằng đảm nhận cũng được khán giả yêu thích. Đây là một cô gái có phần ngây ngô, tinh nghịch, đam mê viết lách. Diễn xuất tự nhiên của Phương Hằng làm vai Ngọc Minh trở nên sống động hơn. Ít ai biết, trước khi tìm đến Phương Hằng, nhà sản xuất Gạo Nếp Gạo Tẻ từng gửi lời mời cho nhân vật đình đám hơn là hậu Linh Chi, người tình của Lâm Vân Hải. Chân dài dưới trướng ông bầu khắc tiệp cho biết đúng là cô đã nhận được kịch bản từ phía nhà sản xuất Gạo Nếp Gạo Tẻ, nhưng cuối cùng Linh Chi lại quyết định từ chối vì cảm thấy bản thân không phù hợp với nhân vật. Có lẽ hình ảnh một cô gái có phần quê mùa, ăn mặc lỗi mốt, lẫn suy nghĩ khá kỳ quặc như Ngọc Minh, không đúng với hình ảnh gợi cảm vẫn thấy của Linh Chi. Không biết giờ nghĩ lại về quyết định trước kia, Linh Chi sẽ hối hận đến mức thế nào. Tuy nhiên, tại thời điểm bây giờ, khi Gạo Nếp Gạo Tẻ trở nên nổi như cồn và vai diễn Ngọc Minh được đông đảo khán giả dành thiện cảm, thì Linh Chi mới nhận ra quyết định trước kia của mình là sai lầm. Trước đây, Linh Chi cũng từng góp mặt trong vài bộ phim điện ảnh như Cầu Vồng Sau Mưa, Con Đường Thảm Khốc. Nhưng vẫn ít được chú ý, người đẹp chỉ nổi lên kể từ sau scandal tình ái với Lâm Vân Hải. Có thể nói vai diễn Gạo Nếp Gạo Tẻ là cơ hội tốt nhất để Linh Chi tạo dựng tên tuổi, cũng như thoát khỏi cái mác chân dài trong phim vốn có. Chỉ tiếc là cô nàng đã tự tay đánh mất cơ hội của mình. Loạt quần bó không đối thủ của Trấn Thành khiến ai nhìn cũng phải ngượng, Harry chỉ muốn đốt sạch. Là nam nghệ sĩ đậm dáng nhất nhì showbiz, Trấn Thành khiến fan nhiều lần hú hồn với loạt quần bó chẹn đến từng cm. Không chỉ nghiện trang điểm đậm đi giày độn, Trấn Thành còn một mực sủng ái quần bó chẹn. Nhiều lần anh chàng gặp phải cái kết đắng lòng do quá chuộng item này. Quần bó sát có độ co giãn tốt, dễ hoạt động, đồng thời giúp ăn gian chiều cao đáng kể. Tuy nhiên, chúng lại dễ làm lộ vùng nhạy cảm, khiến khổ chủ rơi vào cảnh khóc dở méo dở như thế này. Nhắc đến nghệ sĩ nam điệu nhất nhì làng giải trí Việt, chắc hẳn không thể thiếu Trấn Thành. Nam danh hài ham mê mặc quần bó đến bất chấp, từ đời thường đến sân khấu có thể thấy là mọi lúc mọi nơi. Chiếc quần bó sát không chỉ làm giảm sự mạnh mẽ nam tính mà còn phản chủ. Với những khoảnh khắc kém duyên, trong buổi sinh nhật bé Subel nhà Hà Hồ thì quả thật cách lên đồ này đã hơi sai sai. Không nhiều nghệ sĩ nam dám chân diện quần mẫu này vì chúng quá khó nhằn, nhưng Trấn Thành lại đặc biệt yêu thích dù nhiều lần nhận về bình luận trái chiều. Chiếc quần được ông xã Harry Won diện ở hầu hết các sự kiện tham gia khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi, có phải anh chàng quá tiết kiệm hay bị cuồng chúng? Dù là chất liệu gì thì kiểu dáng vẫn phải bó thật sát, phong cách của Trấn Thành dường như có sự giới hạn nhất định, có khác chăng chỉ là thay đổi áo để mix lại mà thôi. Bên cạnh những chiếc quần da bóng, bó chẽn màu đen mang thương hiệu riêng, thì Trấn Thành còn tuyển tập những mẫu khác lạ về họa tiết, tuy nhiên phom dáng thì vẫn vậy.
Mẫu quần jean bó gọn đôi chân kết hợp với giày độn giúp Trấn Thành ăn gian chiều cao, song nhìn tổng thể thì xét đồ lại quá điệu đà. Mic cùng áo dáng dài lại khá tham phụ kiện, Trấn Thành thiếu đi vẻ nam tính cần có. Những chiếc quần của Trấn Thành được dân mạng bàn luận nhiệt tình, thậm chí có người còn nói vui rằng anh chàng mặc nhầm quần của vợ. Chiếc quần ôm sát đến độ tôn rõ từng cm đôi chân và vòng ba của ông xã Harry Won. Khó ai có thể vượt mặt Trấn Thành về bộ sưu tập quần bó này. Mẫu quần này theo anh đến mọi mặt trận, dù phối kèm với vest sang trọng, nhưng xét về tổng thể thì vẫn chưa được đánh giá cao. Phải công nhận rằng item này giúp Trấn Thành trông cao hơn, và nếu chân diện một cách tinh tế thì chúng cũng rất thời thượng. Công thức phối đồ được Trấn Thành diễn đi diễn lại là mix quần bó sát và giày sneaker. Vì quá ôm sát nên khi serving hoặc mặc áo ngắn, anh chàng lại khiến khán giả đỏ mặt. Có thể thấy Trấn Thành sủng ái item này đến mức khi nào anh chàng cũng diện nó ở khắp mọi nơi. Cận cảnh gương mặt xinh non của con gái Khánh Thi, thương quá là thương. Đây là lần thứ hai làm mẹ, nhưng Khánh Thi vẫn không giấu được nỗi xúc động nghẹn ngào khi ôm tiểu công chúa mới chào đời vào lòng. Thông tin nữ kiện tướng danh bót Khánh Thi mới hạ sinh con gái hôm 13 tháng 6 nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Được biết cô bé Anna sinh sớm so với ngày dự sinh nên phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc. Trong tiệc đầy tháng của bé Anna Vương Diễm, con gái mới chào đời của Khánh Thi Phan Hiển, nhiều người yêu mến đã được nhìn hình ảnh của bé. Tuy nhiên chỉ mờ ảo thông qua đoạn clip quay lướt. Trước đó trong một bộ ảnh chụp đầy đủ đầu tiên, bốn thành viên trong gia đình, vợ chồng nữ kiện tướng Desport cũng chỉ khoe mặt con gái ở một góc nghiêng chứ không phải cận mặt. Mới đây, nữ hoàng Desport đã chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc bế con gái trên tay sau nhiều ngày cách ly. Đây là thời điểm Khánh Thi Phan Hiển đón nhận tin vui từ bác sĩ về tình hình sức khỏe phát triển tốt của bé Anna. Tuy lần thứ hai làm mẹ nhưng cô không giấu được sự xúc động nghẹn ngào khi nâng niu tiểu công chúa vào lòng. Đây cũng là lần đầu khán giả được thấy cận gương mặt tiểu công chúa. Đoạn clip được quay khi cô bé tròn 18 ngày tuổi, có nốt da hồng hào, đã biết hóng chuyện và thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu khi chơi đùa cùng mẹ. Anna Vương Diễm nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu, sau đó với thần thái sắc mặt hết sức đáng yêu. Cận cảnh gương mặt đáng yêu của tiểu công chúa, rất nhiều người khen ngợi Anna giống ba và Kobe. Một cư dân mạng bình luận rằng, mặt lanh ơi là lanh, luôn chị Thi ơi, dự là lớn lên cái miệng không ngớt nè. Xem clip xong em xúc động quá, mẹ ẵm bé, ánh mắt mẹ nhìn bé, bé ngủ trên tay mẹ nhìn thiêng liêng quá chị ạ. Một Facebook bình luận, Khánh Thi cũng chia sẻ một bức ảnh cho thấy con gái mới sinh, giống anh trai lúc nhỏ.